Nhiều trái cây nữa. Bây giờ mình sẽ đi tham quan. Các bạn cùng đi với mít nha. Đây có anh Đen nữa nè mấy bạn. You got me in the... Trên đường bán rất là nhiều đồ ăn mấy bạn. Nem nướng nè, xúc xích chiên nè, cà phê, trà đào này kia nhiều lắm. Mình đã đến chợ đêm rồi. Này mấy bạn thấy bán rất là nhiều đồ quần áo. Nón nè. Tối nay anh em quyết định đi dạo mát và ngắm chợ đêm. Không biết là có mua được gì không hay là chủ yếu là đi để ngắm. Nhưng mà mình cũng muốn trải nghiệm một bữa tối tại chợ đêm Cần Thơ. Mong muốn để cái video này, hình ảnh này đến cho tất cả mọi người để cùng trải nghiệm một cái chung cư Giáo hội Phật giáo Việt Nam nè. Một cái tòa nhà cổ các bạn. Ở đây thì người Hoa cũng nhiều lắm. Và đồ ăn thức uống thì mình cũng bị ảnh hưởng bởi người Hoa nè, người Khmer nhiều. Mẹ của Tâm Tâm là bà mẹ gì nhỉ? Bà mẹ quê ạ. Và bà mẹ quê, mọi người đã lên chung với nó nhé. Tối nay thì Mít với anh Đen đi chợ đêm nè. Có hẹn với lại gia đình vui vẻ của Tâm Tâm nữa. Có bà mẹ quê nữa. Ở đây có xe nè các bạn. Xe này thì sẽ đi vòng vòng Cần Thơ. Các bạn mà muốn đi du lịch mà không có xe thì các bạn hãy lên đây nè. Xe chạy thì mình sẽ không có bị mỏi chân. Bây giờ mất sẽ đi tìm gia đình vui vẻ của Tâm Tâm với lại bà mẹ quê mấy bạn. Mấy bạn ơi, đồ ở đây rẻ lắm luôn á nè. Từ 35, 45 ngàn một cái thôi. Bên đây bán rất là nhiều kẹp tóc nè. Mấy bạn có ngửi thấy cái mùi thơm của quần áo không? Quần áo mới á. Mít ngửi thấy mùi thơm của quần áo mới luôn. Bến Ninh Kiều á với lại chợ đêm Cần Thơ thì nó gần nhau mấy bạn. Bạn từ ở góc bên đây á, là bến Ninh Kiều và phía bên đây á, là đây là ha, chợ đêm, cho nên á, mấy bạn đến đây thì sẽ tham quan được hai điểm nha. Ở đây thì buổi tối mấy bạn cũng có thể thuê tàu á, hoặc là lên tàu mà mình đi vòng vòng cái sông nè, rất là đẹp luôn. Bên đây có một hàng bán nước ép nhìn rất là đẹp luôn, nó kiểu quán cà phê mà kiểu cho phong cách châu Âu á. Ồ, tìm được rồi. Phía trước là Tâm Tâm á mấy bạn. Đây bác cuối cùng cũng gặp được mọi người. Tiếp tục tham quan chợ đêm. Chợ đêm Cần Thơ nha. Bây giờ mình đi đâu? Cô lượt rồi con mới dám được. Bây giờ hai người đi lên được đâu rồi, đi hết chưa? Rồi. Mấy bạn ơi, giờ mấy đứa mình sẽ đi qua bên chỗ chợ đêm mà bán đồ ăn đó mấy bạn. Bà mẹ quê dắt tụi mình đi tham quan Cần Thơ. Mọi người ơi, ở đây có một cái chợ này. Wow, mấy bạn thấy là đẹp chưa? Đẹp không chưa? Giống kiểu là ở trên Sài Gòn, chợ Bến Thành à. Chợ Bình Tây, quận 5.
Đây, con phố ẩm thực ở trên đường Hai Bà Trưng á mấy bạn. Mấy bạn ngồi quá trời hai bên nè. Siêu xe nè các bạn, Mercedes điện, đầy đủ thứ loại luôn. Cho em một chè củ năng đi, một chè củ năng luôn. Đây chè củ năng rồi, hai chè củ năng đó, sau hai ly chè củ năng nha. Xong bộ lượng luôn đây, xong xong bộ lượng luôn. Chè củ năng trong đó sẽ bỏ sữa đặc Vinamilk nữa các bạn, nước cốt dừa. Mình tưởng là chè củ năng trong đó nó bỏ vải vô đó chứ. Đó, cho đá vô. Đang đặt kênh uống cái đó được đó. Còn nước cốt dừa. Đây là một trong những người chị bán chè tại chợ Cần Thơ mà đang thấy là điểm nhấn, điểm đến và yêu kiều nhất tại chợ này. Tôi xin hỏi là sạch chè của mình xứ và tổng đô tại đây được bao nhiêu lâu rồi? Dạ, khoảng 60 năm rồi. 6 năm rồi, có thâm niên rồi đó. Tại lúc mà chợ đêm bán rồi chứ cái việc mà ngọt là cái hay. Là mình giờ từ chợ đêm kia giờ đến đây cũng là một cái thời gian khá dài đó để mà hành nghề nha mọi người. À, ở đây thì em thấy tất cả mọi thứ sạp của chị bày bán rất là sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp. Đẹp mắt nữa, nhìn là muốn mua. Mấy bạn ơi, mình mới vừa mua một cái chè củ năng nè. Ôi, nó béo của mùi sữa với này á. Nước cốt dừa quá trời luôn. Trong đây thì hồi nãy mình thấy có bỏ cái sữa đặc á với lại nước cốt dừa. Các bạn thấy không, cái này từ lá dứa nè, ở trên này mình thấy cái nước cốt dừa nè. Nó là thơm cái mùi lá dứa không mấy bạn. Đây có một cái cục màu tím tím. Mình nghĩ đó là cái này là khoai lang, mà bột khoai lang á. Cái này mới là củ năng, củ năng mà ở ngoài bọc lá dứa này. Rất là béo luôn, ngon lắm mấy bạn ơi. Mấy bạn có ghé chợ đêm Cần Thơ thì nhớ mua món chè này ăn thử nha.
Và bây giờ Mít với lại mọi người sẽ đi chơi tiếp đây. Ngọt lắm mấy bạn ơi. Nhưng mà nó rất là thơm, có mùi lá dứa nè. Bây giờ tụi mình sẽ đi ra cái phía chỗ bến Ninh Kiều á, để mà ngắm mấy cái du thuyền ở đây. Đây là bến du thuyền ở Cần Thơ nè các bạn. Để miễn phí vé 9 giờ tới 22 giờ. Ở chỗ này có nguyên một cái gọi là làng ẩm thực luôn các bạn, ẩm thực Nam Bộ. Nhưng mà bây giờ trễ quá rồi cho nên ít người. Các bạn thấy chỗ này nó giống cầu Ánh Sao ở trên Sài Gòn mình không? Bây giờ mình sẽ đi lên đây chơi nha. Đi lên trên đây về lấy được chồng nè mọi người. Bà mẹ quê cả đi. Mình và Lý Tung Tăng đi lên đây. Đây là quanh chợ đêm thì quanh xung quanh. Cái cầu mang tên là gì cô ạ? Cầu bên đó hả? Cầu tình yêu. Ở đây có hai cái bông sen, bông ở đây ở dưới kia một cái, trên đây một cái. Xin chào bà con. Chào mọi người. Mình đã đến với lại kênh YouTube của Mít Tung Tăng. Mít Tung Tăng. Dạ. Hôm nay bà quê xin mời bà con thưởng thức bánh mì với cả cô giám nhà mình nha. Mọi người ăn bánh mì Cần Thơ. Mời mọi người. Bánh mì thơm quá. Chỗ này ngon lắm. Từ ngày cô Nhân Tâm hay đi mua. Dạ. Bánh mì xíu mại. Đâu chứ nào món nào mình ngon rồi mình ăn hết không? Bánh mì giờ có thịt nằm mại với lại chả, một ít đồ chua nữa. Các bạn thấy chân mình giờ chút tắt không? Tạm biệt các bạn thân yêu của Mít. Các bạn đừng quên ấn subscribe để theo dõi những video và cùng Mít khám phá về ăn uống và du lịch vào mỗi tuần nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Không có gì nữa. Track of time, I wanna stay naive, but summer and